Hôm 5 tháng 7 vừa qua, cảnh sát và học sinh sinh viên ở Chile đụng độ dữ dội trong một cuộc biểu tình phản đối các chính sách giáo dục của chính phủ Chile. Người biểu tình ném đá vào cảnh sát và cảnh sát phải dùng xịt hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông. Học sinh sinh viên từ khắp nơi đổ về thành phố Santiago biểu tình đưa yêu sách lên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Chile Adriana Trepiano. Đây không phải là cuộc biểu tình đầu tiên trong nhiều năm qua. Người biểu tình chủ yếu chống lại đà cải cách giáo dục chậm chạp của chính quyền trung tả của Tổng thống Michel Bachelet. Khi vận động tái tranh cử hồi năm 2014, bà Bachelet hứa hẹn sẽ cải cách hàng loạt vấn đề của giáo dục Chile, chẳng hạn miễn phí giáo dục đại học hoặc giảm mức độ tư hữu hóa ngành giáo dục nước này. Tuy nhiên, đà cải cách chậm chạp khiến người dân Chile tiếp tục bức xúc.